Tối ngày 16 tháng 8, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho hay sau khi hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng, lô vaccine phòng COVID-19 gồm 1.113.400 liều chính thức được bàn giao cho Bộ Y tế, đại diện khu vực phía Nam là Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đây là lần giao vaccine thứ 8 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 của VNVC với AstraZeneca kể từ tháng 11 năm 2020. Trong thời điểm hiện tại, nhu cầu tiêm chủng vaccine của người dân đang tăng cao, do đó lần bàn giao hơn 1,1 triệu liều vaccine COVID-19 này có ý nghĩa đặc biệt trước bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát phức tạp, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam. Tới thời điểm hiện tại, VNVC đã mang về Việt Nam tổng cộng 5.500.500 liều vaccine phòng COVID-19, tương đương gần 20% số lượng vaccine trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC và AstraZeneca. Toàn bộ số vaccine này được chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, khẩn trương triển khai tiêm chủng cho người dân. Theo VNVC, ngoài việc mua 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 loại AstraZeneca, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với nhiều hãng vaccine khác để mang về nhiều loại vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam phục vụ người dân. Theo Bộ Y tế, trong ngày 15 tháng 8, có 508.244 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 14.666.708 liều, trong đó tiêm một mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều. Về kế hoạch tiêm vaccine, Ủy ban nhân dân thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 15 tháng 9, hơn 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, 15% người dân được tiêm mũi 2. Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ngày 16 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.341 trường hợp, giảm tới 1.175 ca so với số liệu công bố một ngày trước đó. Cùng ngày, có thêm 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 106.977 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 590 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 22 ca.